AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi, và hôm nay thì Sói Bạc sẽ có một video chia sẻ những cái cảm nhận của mình về con game có mobile có tên gọi là Hải Tặc Loạn Chiến của nhà hàng G-Zone. Thật ra thì mình cũng có chơi khá là lâu. Thật ra thì mình cũng hơi bị lười một chút, bởi vì con game này nó có rất là nhiều vấn đề mà mình muốn chia sẻ anh em. Ở trong video lần này chúng ta sẽ coi như là chia sẻ rất là thật lòng, có cái gì mình nói đó. Đầu tiên đi, có lẽ là mình sẽ khen trước nhá, những cái điểm mà mình có lẽ mình sẽ thích ở con game này. Đầu tiên có lẽ là đây là một con game về tài One Piece, thế nên là anh em sẽ có cơ hội được gặp lại rất là nhiều những cái nhân vật ở trong One Piece, như kiểu Luffy, Nami, rồi Sanji, Zoro cái gì đó. Thì ở trong cái con game Hải Tặc Loạn Chiến này thì các bạn sẽ được gặp lại những rất là nhiều nhân vật mà mình yêu thích. Bạn nào mà là fan của One Piece thì có lẽ là sẽ khá là thích con game này. Đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều nhân vật nhá. Đây, Zoro, Sanji, rồi Nami, Luffy, rất là nhiều nhân vật. Các bạn thông qua tính năng quán rượu này, anh em có thể chiêu mộ được các cái nhân vật mà mình yêu thích. Đây, chúng ta có phần danh sách tướng này. Mình thấy là cũng khá là nhiều, khoảng 40 nhân vật gì đó, nếu mà mình không đếm nhầm. Đó, thì anh em có thể chiêu mộ. Thì đấy là cái điểm cộng đầu tiên. Điểm thứ hai đó là có lẽ con game này nó khá là nhẹ, nó phù hợp với anh em chơi theo kiểu con game này là con game thẻ tướng mà, nó khá là nhẹ và nó có một cái đồ họa 2D thôi, và nó không kèm máy cấu hình, anh em hoàn toàn có thể chơi trải nghiệm rất là thoải mái trên điện thoại iOS, Android, giả lập, mọi thứ đều rất là ok. Còn gì nữa nhỉ? Có lẽ là vậy thôi. Còn thật ra điểm chê, mình sẽ chê con game này nhiều hơn. Mình sẽ chê con game này khá khá đấy. Thật sự là mình cũng hơi thất vọng về con game này. Mình không thất vọng bởi vì là nó là, có thể là mình đang kỳ vọng về một con game One Piece nhiều quá nên là mình cũng thất vọng. Và nếu mà so với mặt bằng chung của một con game thẻ tướng ấy, thì cái con game Hải Tặc Loạn Chiến mobile này cũng chưa thật sự là làm hài lòng Sói Bạc. Thật sự là như vậy. Thật sự là mình hơi thất vọng một chút. Mình thất vọng một điểm gì? Đầu tiên mà mình nghĩ là sau khi mình làm video này, hoặc là các bạn có thể tự tay trải nghiệm con Hải Tặc Loạn Chiến mobile này, các bạn sẽ có chung cảm nhận mình. Đầu tiên nhá, mình nói thẳng ra luôn, đó là cái phần chiến đấu trong game này nó hơi bị nhạt nhòa. Đây, mình sẽ vào đánh thử cho anh em. Đây, cơ chế chiến đấu trong game nhá, hoàn toàn tự động thôi. Các bạn sẽ không phải động tay động chân gì hết. Mọi thứ chiến đấu, nhân vật cử động nó khá là thô cứng. Mặc dù vẽ nhân vật thì ok, khá là chuẩn rồi, nhưng mà các cái hiệu ứng chiến đấu này, rồi cái động tác chiến đấu nhân vật, nó thật sự là nó cũng với bạn nào khó tính nhá thì sẽ không ưng lắm. Nó quá là khô cứng. Ôi, mình toang rồi anh em ạ. Úi rồi. Đây, mình đánh nốt cho anh em rồi mình sẽ nói tiếp nhá. Mình có thể không kết thúc nhanh được. Đấy, nói chung là game cũng rất là khó đấy, bởi vì là với con game này thì tí nữa mình sẽ chia sẻ một cái này. Mình nghĩ là anh em sẽ rất là quan tâm. Đó là các... Ok nhá. Rồi, cái mình thất vọng đầu tiên là cái phần chiến đấu, cái cử động animation nhân vật nhá, mình chưa ưng nhá. Thứ hai là phần nâng cấp nhân vật. Nó khá là khó hiểu. Nó khá là khó khăn. Đây, chúng ta có các tính năng này. Đầu tiên là chúng ta có tính năng nâng cấp kỹ năng này. Để nâng cấp kỹ năng thì các bạn sẽ cần điểm kỹ năng nhá. Các bạn để cộng lên. Rồi chúng ta có phần trận hình, trận pháp này. Rồi chúng ta có phần trang bị cho nhân vật này. Ok. Rồi chúng ta có phần sở trường. Ở trong phần sở trường này các bạn kiếm mấy cái ngọc này, các bạn nâng cấp lên, các bạn đột phá lên này. Nhưng mà nó kiếm rất là khó luôn anh em ạ. Cái game này nó thật sự là nó chơi rất là hardcore. Và thật sự mình nói thẳng với anh em luôn là con game này nếu các bạn không có tiền ấy, các bạn không nạp tiền, các bạn không thể chơi chay được. Thật thề các em luôn. Đây là mình đang chơi chay đây. Mình là một cái ví dụ cơ bản nhất. Với mình chơi chay, mình không có đủ nguyên liệu để mình nâng cấp nhân vật. Từ đó dẫn đến việc là bây giờ mình đang bị kẹt level rồi anh em ạ. Mình kẹt level rồi, mình đang kẹt ở cái map này. Map Kobe ký này, và cược mạng mình đánh mãi không qua luôn.
Mình bị kẹt level rồi, và nó cái game này nó không cho mình bất cứ một cái gì để mình có thể gọi là cày được, để có thể là cày chay lên cấp được. Bây giờ muốn mạnh nhá, thứ nhất là mình phải quay tướng mà các bạn phải nạp tiền. Ok, anh em phải nạp tiền có một tướng mạnh. Ừ thì các game khác bây giờ cũng thế, nhưng mà ít ra các game khác ấy, nó sẽ cho những cái mình làm các cách để có thể gọi là đi vẫn có thể cày chay được. Nhưng con game này bây giờ mình chỉ có đi càn quét phó bản đấy thôi này. Đấy, càn nó không nổi cơ, bởi vì mình đã chưa qua ải, mình cũng không, bây giờ mình đang đứng level rồi, mình không biết làm nào rồi anh em ạ. Cay dã man luôn. Bây giờ không biết, mình không biết phải làm nào để mình qua map được, chứ bây giờ mình nạp tiền. Ở đây là mình chưa hề nạp một xu nào nha. Và anh em thể thấy là với một con game như thế này thì người chơi gọi là người chơi vui vẻ, người chơi nông dân ấy khó có thể tồn tại được. Con game này nó rất là khó luôn. Các tính năng mạnh hóa nhân vật giới thiệu cũng không chuyên sâu lắm, mặc dù nó có cái dụng nâng khảm này rồi nâng sao này, nhưng mà các cái tiếng về tính năng cơ bản, nếu anh em nào chơi game thể tướng nhiều sẽ thấy là nó sẽ có những cái điểm nó phù hợp hơn, nó dễ tiếp cận hơn cái con game hải tặc loạn chiến này nhiều. Con game này nó khó lắm, nó hardcore và nó làm khó những người chơi nông dân nhiều. Kể tính năng trang bị này mình cũng không biết kiếm trang bị này ở đâu cơ, mình cũng không biết kiếm là đây là cái bộ như bộ mà game tặng lúc ban đầu nha, mình không nói, nhưng các nhân vật còn lại nó không có đồ cực kỳ yếu luôn. Đây nhá, trong mình nói một ví dụ thôi, tức là cái nhân vật đầu tiên của mình lựa chọn nó cho đồ thì mình còn khỏe. Đây, các nhân vật sau này không có đồ, không biết kiếm đồ đâu ra luôn, cực kỳ yếu luôn anh em thấy không, bây giờ mình không qua nổi ải luôn, cay dã man. Đấy, nhân vật chính thì tức là nhân vật mình lựa chọn ban đầu thì rất khỏe rồi, nhưng những nhân vật phụ ấy không có đồ luôn. Mình không biết cày như thế nào, không biết phải làm thế nào để qua ải nữa. Thế nên mình khẳng định luôn đây là một con game pay to win thật sự là rất là mạnh, và các bạn không nạp tiền thì không thể chơi nổi. Đấy là điểm điểm mà Sói Bạc muốn chia sẻ thẳng luôn cho anh em về con game này. Chúng ta có gì nói đó, và đây là những cái gì mình cảm nhận. Thực ra là mình muốn rất là, thật sự là tôi cũng muốn cày lên level cao để giới thiệu cho anh em các tính năng hoạt động trong game này lắm, nhưng mà thật sự thì mình không thể qua nổi ải nếu mình không nạp tiền. Cày dã man, không qua nổi ải luôn. Hên lắm thì hên xui mình qua thôi, nhưng quái rất là trâu nha, các bạn không nâng cấp nhân vật không qua nổi luôn, và mình không biết nâng cấp nhân vật nào cho đủ cho phải, ngoài việc là mình đi kiểu quét phó bản nâng nâng tăng bậc lên, nhưng mà nó cũng không ăn thua anh em ạ. Nó phải có trang bị rồi, nó phải tướng nó phải xịn sò cơ, nó phải quay được tướng cơ. Thì game nó cũng không có những cái phần quà tặng lượt quay tướng này nọ cho mình gì cả. Đấy, bây giờ mình muốn quay tướng là nó bao lắm, mình không có tiền mà mình không thể, mình phải nạp tiền để chơi được. Nói chung là một con game mình nghĩ là khá là đáng tiếc. Tí nữa mình sẽ nói thêm thêm rất nhiều cái nữa mình muốn chia sẻ với anh em. Đợi tí nhé, mình đi nốt, mình không biết. Đây, mình sẽ tăng tốc trận đấu. Đây, anh em thấy không? Tất cả nhân vật phụ mình toang rồi. Đấy, nhân vật chính thì làm sao mà solo hết được. Mình một cái kia hên, nó cũng là hên xui ấy. Có thể mình qua được, nhưng mà chơi lên một lúc sau là không ăn thua. À, chúng ta sẽ trở về nhá. Đấy, đánh càng lên cao thì thực sự càng khó, và map game này rất là đông, rất là nhiều luôn. Đấy là mới là phần dễ đấy nhá, đây là ải dễ nhá, chưa lên cái ải khó rồi thường rồi khó này nọ, đây là mà dễ thôi. Tiếp theo mình vừa chia sẻ về hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ game này nó cũng khá là, nói chung là cũng không không để lại cho mình nhiều ấn tượng. Đánh boss 5 lần các thứ, chưa đến thời gian đánh boss rồi. Đấu vượt đảo rồi các thứ, mình sẽ đấu vượt đảo này. Nói chung là các tính năng hoạt động hàng ngày trong game là cũng có, nhưng mà nó cũng thật sự là nó cũng không có nhiều, quá nhiều điểm nhấn với mình. Rồi, bắt đầu mình sẽ qua ải này. Đây là cái phần gọi là đánh vượt đảo nhá. Trở về, chúng ta sẽ có 3 loại đảo: đảo gần, đảo xa, đảo thần bí. Đấy, mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này, kiếm thêm đồ này. Thật ra thì các bạn cũng có thể tham gia hoạt động hàng ngày để kiếm thêm đồ đấy, nhưng mà thật sự là các bạn không làm là không qua được đâu. Tôi nói thật với anh em luôn. Đấy, đây là phần nhiệm vụ nhá. Đó. Rồi các hoạt động ngày trong game mình thấy là cũng khá là nhiều. Đây cũng là có thể coi là một cái ưu điểm của game. Ok, chúng ta có đánh boss này, chúng ta có phần so tài, cái này như kiểu leo hạng đấu trường này. Chúng ta có cướp mảnh tướng này. Hoạt động thí luyện, thách đấu. Đó, sẽ có một số hoạt động để anh em tham gia. Tuy nhiên thì cái phần quay tướng này nó không cho nhiều này.
Các sự kiện trong game mình thấy là cũng khá là hời hợt, nó cũng không có gì quá. Chủ yếu là những cái sự kiện mà anh em phải nạp tiền mới để tham gia được. Đây các sự kiện quà đăng nhập. Đăng nhập quà hết, quà lên cấp. Đâu toàn còn lại là toàn quà tích nạp tích tiêu, nạp đúng mốc thẻ tháng. Nó không ăn thua. Đấy, mà mình đây phần tướng của mình đây, nó cũng không quá là đây ra ví dụ như mình có một tướng mới này nhá. Ok. Nâng level mình không có biết nâng level kiểu gì này, không có nâng level này, chỉ có nâng kỹ năng để cần sách kỹ năng. Đây, các bạn phải làm chinh phạt hoàn nhiệm vụ mới cày các điểm kỹ năng này. Phần sở trường này thì mình sẽ phải đi càn quét phó bản này. Ok, cái này thì ok nhá, không nói làm gì các bạn này. Càn quét nhưng mà phải VIP 5 thì còn quét 10 lần được, không là anh em cứ càn một lần này, nó rất là mất thời gian này. Đó, tức là game này các bạn phải VIP cơ. Mình cứ ngồi quét này. Đấy, rất là mệt mỏi luôn. Game này cũng không cày được điểm VIP thì phải. Chung là game mình cũng khá thất vọng với con game này. Không biết anh em có bạn nào mà chơi thử cái con hải tặc lận chiến này chưa? Chưa kể lúc đầu game ra còn lỗi cơ. Khá nhiều game bên hiện tại vẫn còn rất là nhiều lỗi. Hết lượt đánh rồi. Ok, đánh nó không nổi được luôn cái ngọc. Ok, đột phá này. Ok, đây là tăng bậc nhá. Ok, về tăng sao này. Hết rồi. Đó chứ là như vậy là mình chỉ có phần trang bị này, bây giờ mình có thể trang bị nhanh này. Dùng này. À, đi hoạt động. Ok. Tạm thời như vậy là tạm khỏe nhá. Ok, xong mình sẽ cho vào trận hình đúng không? Trận hình mình bây giờ mình chỉ có 4 slot thôi, mình sẽ cho tạm vào đây chẳng hạn. Đó. Nói chung ở game này thì các bạn tướng muốn khỏe thì anh em sẽ phải tăng kỹ năng này rồi mặc trang bị là chủ yếu rồi tăng bậc là chủ yếu thôi, nhưng mà nó rất là khó, anh em không nạp anh không khó mà qua ải được đấy, nó sẽ đứng ở một cái level nào đó. Nói chung là game còn khá là nhiều lỗi anh em ạ. Đấy, mình muốn chia sẻ như vậy. Có thể là cái trải nghiệm của mình sai sai với một số anh em hoặc là mình chơi gà đấy, nhưng mà mình đặt bản thân mình là một người mới chơi con game này đi, mình cần một cái sự tiếp cận nó dễ dàng hơn. Con game này hệ thống giới thiệu game làm cũng không tốt lắm. Nó lặp đi lặp lại cái phần hướng dẫn quá. Ở đây mình chưa hiển thị được cái phần hướng dẫn của game nó lỗi như thế nào, nhưng mà túm lại thì đôi khi nó cứ lặp đi lặp lại hướng dẫn, mà cái hướng dẫn này nó cũng không quá chi tiết ấy. Đó, để phần liên minh này cấp 30 mê mình cầm máy mình chơi mới lên 16, kiểu mình bị khó quá, khó vượt qua ải quá ấy. Đánh mãi không qua. Đấy, thì hoạt động trong game nó chỉ có 2, 4, 6, 8, 10 hoạt động này thôi. Với mình thì là cũng chả phải ít, cũng chả phải nhiều, là mình sẽ đánh thử nữa. Tấn công này. Đó, thua rồi. Đó, nói chung là game này thì cái yếu tố pay to win ấy mình nghĩ là khá là cao. Anh em nào mà chơi mà kiểu xác định chơi chay ấy thì không chơi nổi đâu. Còn bạn nào mà xác định đầu tư cái nạp một chút hoặc là có nạp dành ra một khoản tiền để nạp vào game, ok thì anh em vẫn có thể chơi được nhá. Đấy, thì đấy là những cái chia sẻ của Sói Bạc đối với con game hải tặc lận chiến của nhánh G-Zone này. Thật sự là chúng ta có rất là nhiều những cái con game về One Piece để chơi. Thế nên là mỗi một con game khi mà mình trải nghiệm ấy, mình luôn tìm ra những cái điểm mình cảm thấy thú vị. Nhưng mà đối với con game hải tặc loạn chiến này thì mình cũng chia sẻ luôn là mình cũng không có điểm thú vị gì cả. Lối chơi thì đơn giản, quen thuộc, không có nhiều điểm nhấn lắm. Có lẽ là đấy, như mình đã chia sẻ, ấn tượng nhất là cái phần nhân vật các thứ thì vẽ rất là ok, nói chung là bám sát nguyên tác. Âm thanh mình tạm tắt nhé, mình sợ nhà bản quyền ấy, mình nên tạm tắt cũng là tạm ổn. Các tính năng trong game thì mình thấy là thì nếu mà mình dễ tính thì mình cảm thấy là ok, chúng ta có các hoạt động sân boss rồi phó bản hàng ngày, các hoạt động hàng ngày ok nhá. Cái này thì mình thấy là cũng rất là được. Đây, hệ thống thách đấu các thứ này nọ thì các bạn có thể trải nghiệm. Đây, mình có thể khiêu chiến boss rồi đánh phó bản đó, nhưng mà nó rất là khó. Đây, mình lại thua rồi này anh em, thấy không, mình không nâng cấp nhân vật thì được. Mình chỉ thất vọng thứ nhất là cái phần này này, là nó cái phần event trong game ấy nó tặng cho mình khá ít lượt quay. Có lẽ là mình hơi tham, nhưng mà mình đã chơi nhiều con game để tướng rồi, họ rất có thể tỷ lệ quay tướng ra thấp, nhưng mà họ rất là hào phóng cho việc tặng cái lượt quay cho anh em. Như game này đâu xem đâu luôn. Đó, các bạn chỉ có thỉnh thoảng là được miễn phí sau 24 giờ thôi, chứ còn bạn sẽ không được tặng lượt quay. Bạn muốn quay tướng á, dùng 200 xu.
Rồi, hết tiền thì phải. Đây là chiêu bộ thường thôi anh em nhá. Còn nếu mà chiêu bộ cao cấp, nạp tiền, ok. Phải nạp tiền. Siêu cấp thì nó sẽ tốn kém hơn. Và tất nhiên là quay siêu cấp thì bao giờ nó chẳng ra tướng xịn hơn đúng không? Đấy, anh em sẽ quay tướng này. Nói chung là con game này sẽ khá chơi với anh em đấy. Ở một cái các bạn đánh, đây là mình mới đi đến ải thường, ải dễ thôi nhá, mà đã khó như này rồi thì chắc chắn là sẽ đứng ở một cái mức nào đó. Mình còn chưa đến độ khó thường này, độ khó khó này, rồi ác mộng cơ. Đấy, thế nên là anh em có thể suy nghĩ kỹ về khi mà lựa chọn con game hải tặc loạn chiến của nhà anh Gozone này nhá. Tất nhiên là mình cũng không xui gì anh em cả, nhưng mà mình đấy là sự chia sẻ của Sói Bạc về cái con game hải tặc loạn chiến này thôi. Thì hy vọng là anh em có, bạn nào mà từng chơi rồi thì các bạn có thể comment ở phía dưới để chúng ta chia sẻ với nhau kỹ hơn nhá. Còn nếu bạn nào chưa chơi thì anh em có thể tải con game này và tự tay trải nghiệm xem, biết đâu là anh em khác mình, anh em lại phản bác được cái ý kiến của mình thì sao. Đây chỉ là ý kiến của mình và chia sẻ anh em thôi, mỗi người một ý kiến, nhưng mà đây là cũng như ý kiến chia sẻ thật lòng của mình. Và cũng hy vọng là thời gian tới thì con game này nó sẽ có những cái bản update và những cái tính năng mới hấp dẫn hơn. Đó, nhưng dù sao mình thấy là cái game khá là đông, phải nói là cái cộng đồng One Piece ở Việt Nam khá là kinh khủng, nên là con game cứ One Piece ra là rất là đông người chơi rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video gọi là chia sẻ lần này của Sói Bạc nhé. Hy vọng với video này thì anh em cũng có một cái nhìn khá là tổng quát về cái con game mobile hải tặc loạn chiến này. Đây là video chia sẻ thôi, mình cũng thật ra tôi cũng chẳng muốn có cái gì để giới thiệu cả, mình cũng chưa đủ level để trải nghiệm hết các tính năng ấy. Nói chung là có tính năng gì thì mình cũng chia sẻ hết rồi, nó cũng khá là đơn giản thôi. Đây phần tướng này, tướng thì có tăng kỹ năng, mặc trang bị khảm ngọc tăng bậc nâng sao, nó tẩy luyện, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà nó đơn giản, nó cũ và nó cũ rồi, nó không phải là một con game thẻ tướng thế hệ mới hiện nay. Đó nên là có thể vì thế mà con game này làm mình thất vọng. Đấy, còn anh em nghĩ thế nào về con game này thì anh em comment phía dưới cho Sói Bạc biết nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Bạn nào thấy video này thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCamWe để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đọc quyền ở AppCamWe, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi. Vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.